bạn có nghe thấy tiếng động gì lạ ở đằng sau dãy núi gần khu mình không? Có. Hôm bữa mẹ mình chở mình đi mua bánh ngang qua, có tiếng u u lạ lắm á. Hôm qua mình xem TV, nói hình như là phát ra từ hang động sau dãy núi đó. Hình như họ sắp cử đội thám hiểm xuống đó điều tra rồi. Bạn muốn thám hiểm thử chứ không đớm? Được đó. Mấy ông con trai lại phá nữa rồi. Tối ôm à, không có thấy gì hết á. An toàn rồi, xuống đi bụng bự. Chà, dưới này rộng ghê. Tay to nhớ coi chừng ở trên giùm tụi mình nha. Ok, nhớ cẩn thận nha. Đi thôi bụng bự. Hành trình thám hiểm hang động bắt đầu. Công nhận dưới này ghê thiệt. Tối hù à, không biết có con gì dưới này không nữa. Hình như có cái gì đang bay tới đó. Con dơi, bạn bình tĩnh đi. Loài dơi phát ra sóng siêu âm khi bay nên không có đụng trúng mình đâu. Đừng chống cự nữa bé cá voi à. Ai? Bên kia, dừng lại. Ngươi nằm mơ hả? Loài cá voi này luôn bay theo bầy, vất vả lắm mới tách lẻ được một con. Im lặng cho ta tập trung bắt đi. Nếu mà không dừng lại, ta sẽ báo công an đó. Ở dưới hang động này ngươi đào đâu ra công an cho ngươi gọi? Phải chi, lúc nãy mình đi với người lớn thì đã tóm gọn tên này nãy giờ rồi. Cái gì? Bạn hút gì ít núi đi. Ê, trời ơi, núi đè. Chết rồi, bây giờ làm sao biết đường nào ra đây? À, mình biết rồi. Cứ bay theo bầy dơi đằng kia, chúng phát ra sóng siêu âm nên chắc chắn sẽ biết đường ra. Nhờ sự bình tĩnh, gan dạ, phán đoán tình huống tốt của các bạn mà bọn mình mới thoát ra được đó. Nguy hiểm quá. Mai mốt đi thám hiểm thì đi chung với người lớn nha chắc. Đúng rồi đó. Từ nay mình xin nghỉ đi thám hiểm kiểu này. Đi đâu có người lớn cũng an toàn hơn.